Đây là công cụ 1000 Blade in nhé. Là nhiều công cụ Blade in nè. Đó, phiên bản là phiên bản cập nhật nhé. Đây là bản cập nhật nè, đầy đủ tính năng nhé. Đây là cập nhật nè. Đó. Công cụ này sẽ có nhiều chức năng nhé. À, đổi màu nè, đổi sắc nè, phối cảnh nè. Đó, nhiều vật liệu màu nè. Là phiên bản đó, chúng ta sẽ xem nữa nhé. Phối cảnh là 3D nè, và thực tế này ha, cũng phối cảnh nhé. Đó là chuyển ra cái phối cảnh ở nhà Stanley nè. Đó. Làm hộp đèn nhé, hộp đèn giận nè, cơm nè, qua dạng này nhé. Đó, mình sẽ chuyển này nhé, cái dạng vector thì mình sẽ chuyển qua cái dạng hộp đèn này nè, tập phiên bản 2020 á. Còn 20X7 thì nó sẽ hỗ trợ dạng hình vector. Bây giờ chúng ta sẽ mở tool này nhé. Đây là công cụ tool nè. Đó, tool nè. Mở thư viện nè. Nó sẽ loát nè. Đó, nhiều thư viện thấy chưa? Mình sẽ đọc tính năng nhé. Tính năng nè. Chuyên nghiệp với tính năng vượt trội nha, phối cảnh bảng hiệu nhé. Đây là Master Tool nè, sử dụng trên Corel Draw nhé. Đó, anh em nào cần thì hỗ trợ nhé. Mã Zalo, đang quét mã Zalo nhé. Đó, Zalo đây. Rồi mình sẽ vào công cụ nhé. Ở đây mình sẽ có phối cảnh nè. Đó, phối cảnh như thế nào mình sẽ bấm vào nè. Đó, sẽ ra phối cảnh nhé. Đó, mình sẽ áp vào cái phần thông tin vô á. Nó nhiều dạng mẫu nhé, xe nè. Đó, xe đây. Đó, mình sẽ phối cảnh lên cái xe này. Đó. Như vậy đứng nè, cao tốc nè, cho xe bus nè. Đó, xe bus đây. Rồi ở đây dạng test nè. Đó, icon nè, hoa văn nè, hoa nè, trang trí nè, banner nè. Đó. Ở đây dạng màu nè. Sẽ chỉnh lại dạng màu nhé. Nè, màu sắc nè. Đó. 3D nè. Đó, sẽ 3D nhé. Đó, công cụ 3D nè. AD Outline nè. Đó, những dạng hiệu ứng á, đặc biệt nè. Đó, thấy chưa? Edit dạng té nè, mình sẽ gõ chữ vô nhé. Tìm nè. Không. Gõ chữ UTM vô nè, nó sẽ hiện ra UTM nhé. Đó, nó sẽ hiện ra UTM nè. Rồi mình sẽ bấm vào button nè. Nó sẽ hiện ra một bảng giải bảng tắt button nhé, nó đủ hiệu ứng. Để chờ nhá, nó chờ nó loát nha, nó nhiều hiệu ứng á. Sau khi nó sẽ hiện lên cái bảng này nè, mình sẽ chọn vào nè. Sẽ chọn vào hiệu ứng nè, nó sẽ đổi màu nhé. Đó, nó sẽ đổi màu, thấy chưa?
hiệu ứng chính xác này, thấy chưa? Đó, hiệu ứng chính xác đó. Chỉnh vào là bấm vào. Đó, nó sẽ chỉnh nhiều hiệu ứng nha. Đây là một bảng nè, thông số màu nè, đó. Ở đây là dưới chẳng qua test cũng vậy. Đơn giản mình sẽ vẽ hình vuông là mình sẽ bấm vào cho nhanh nhé. Đó, nó sẽ nhiều hiệu ứng này ha. Đó, màu sắc nè, đẹp nè. Đây là sẽ kéo xuống nè. Đó, mình thích màu gì mình sẽ chọn nhé. Đó, đây là phối cảnh nè, tách đôi điểm nè, đo kích thước nè. Đó, đo kích thước sẽ nhập vô. Còn nó sẽ hiện ra này ha, sẽ đo vào kích thước bảng hiệu nè, tách chữ nè, lật chữ nè, tách chữ nè. Ở đây có nhiều chức năng nha mọi người, đo bảng hiệu nè, để cam kết nè, đó xếp vào để cam nhé. Đây là mình nhận cái phiên bản này mình sẽ, đây là cái phiên bản đó mình đã làm sẵn rồi ha. Đó mình sẽ hướng dẫn ha, phối cảnh này nè, nó sẽ tạo ra một thực tế ha. Đây là có video của kênh này ha. Đó đây là bảng này ha, bảng màu ha. Đây là ha, ngàn hiệu ứng. Nó gõ tiếu pro YouTube ra nhé, nó sẽ hiện ra là kênh này ha, đăng ký kênh nhé. Đó đây là nguyên một bảng nè, 2 4 6, 2 4 6 7 8. Đó nhiều chức năng nhé, có 3D nè. Đó nộp khối nè ha, nộp khối đây sát nè. Đây có nhiều tính năng nhé, đây là 3D này, đọc kích thước nè, có nhiều chức năng, phối cảnh này, đầy đủ các chức năng này. Nhớ like và đăng ký kênh nhé, theo dõi những video nè, đó phối cảnh đây.